Everybody, welcome to Hell with a Day. Ủa, nay bên game nó đang có cho con gì vậy ta? Đậu tương đó. Ok. Hell mới tạo ạc mới vào test và chắc là các bạn hình nhìn cái hình thumbnail rồi các bạn cũng thấy ha. Hôm nay chúng ta sẽ vào test và đi mua mấy con tứ hoàng nữa. Hôm nay tại vì con tứ hoàng mắc lắm các bạn, 110 hồn mới ghép được một con, mà 110 hồn thì nó sẽ rơi vào khoảng 110.000 kim cương, mà gom hết đầu game thì chúng ta chỉ có cho mình đó là khoảng 200.000 kim cương thôi các bạn. Đó đó, gom hết nội ngoại là được 202.388 kim cương. À, ok ok. Nhưng mà bây giờ sẽ vào là mua hết luôn quà của không, mua một con tứ hoàng về test các bạn ơi. Đúng không? Trời ơi. Ông nào chả thế, ông nào cũng như tôi thôi. Nào, có tiền thì mình vô mình sắm sửa thôi. Còn tại sao mà có được cái này và kim cương thì anh em có thể xem lại hướng dẫn game ở dưới phần mô tả cũng như là bình luận ha. Đâu rồi ta? Không, đâu rồi. Cái 1.000 nữa. Hình như là cái này nè. Đâu rồi, để thử một cái thôi. Mà vô mà không biết cái gì mà mua một lèo luôn, là mở ra nó sai một cái là ta nói ok. Nè coi nè, 110 mảnh là chúng ta ghép được một con. Đó, ok liền bầu ơi. Tới luôn nè. Đâu rồi, hơi xa rồi. Đâu rồi. Jumper. Ủa, nằm bên này kéo qua tí nữa. Qua hỏi luôn. Ủa, có Zek hả ta? Ủa, Zek hôm bữa mình test chưa? À, cũng rẻ mà. Ok, tí test sao. Đây, à, đây thấy rồi. À, đây 109. À, ok. Mua. Mua xong còn 92.000 các bạn. Trời ơi. Ok. Đây là không có chọn được cái đồ lâm đao của ổng luôn á. Mua. Ok. Rồi, vô bò ơi. Đâu rồi. Ba ếch thôi nhưng mà thấy cực ngon. Mà cứ ngon là mình lụm thôi. Chụp hình tấm làm kỷ niệm cho viewer chơi nè. Đó. Ok nha. Đó. Ok, bố già sẽ ra sao? Đó. Ui, cơ bắp lực lượng. À, không test được. Ok, không có skin. Lên 120 mở thêm cái gì đó. Ok, không có tiến hóa lần 2. Rồi luôn. Kỹ năng thì chắc cũng như bình thường thôi. Mấy cái này thì heo không rành lắm. Ok, chấn động đồ này nọ. Rồi, tới luôn bầu ơi. Rồi, đây. Bây giờ giác em tứ hoàng vô thôi ha. À, hàng giữa các bạn ơi. Đúng rồi. Râu trắng là hàng giữa. Rồi, tới luôn. Nó không phải tướng tăng, cũng không phải tướng hàng trước, nhưng mà nó là hàng giữa. Ok. Rồi mở auto luôn nha. Ôi, đánh quần công à. À. Ôi. À, nhưng mà nó không có animation các bạn ơi. Animation là cái hoàn cảnh đó. Nó chuyển động đánh đấm đâu á. Hình như nó không có animation. Tính ra 110.000 kim cương mà để kiếm một con râu trắng một sao thì nó có vẻ hơi bình thường đúng không ta? Khoan từ từ để mua chắc hàng tháng luôn coi. 10 cái à các bạn, cũng rẻ. 6.000 được một con. Vậy mua luôn mấy con này đi. Con này cũng 10 cái. Ôi, 20.000 hả? Ôi trời ơi. Ok, không sao. Đang đi test tướng mà. Đó. Ok. Ủa, con này con gì ta? SB nè anh em. À, Red là
thể là con thôi mua đại một cái vô hơi test thử coi. Cái này gọi là quý nè. Con gì đây? À, Uta, Uta. Ôi, nhưng mà con Uta nó ít bê. À, không đủ tiền rồi. 80.000 lận. Ok. Biết sao giờ các bạn? Ai biết là gì đâu. Rồi Jack hẹn hán luôn nè. Đó, ok. Làm tắm luôn cho đẹp nè bộ. Rồi, bỏ qua luôn. Đó, rồi con này thì chắc là hỏi đi. Con này trước là nhưng có test lần rồi. Ok. Vậy thì mình còn khoảng 30 mấy ngàn nè. Đi mua mấy con này để vô cho nó rẻ rẻ. Đây có 6 ngàn nè. Trời ơi, đây mấy con tướng rẻ rẻ. Ý khoan, 6 ngàn. Inemon cũng 6 ngàn. Kid cũng 6 ngàn. Ôi con này tới 50 ngàn rồi. Thôi bỏ đi. Rồi còn con nào 6 ngàn nữa không? Con này tới 15 ngàn lần. 1 ngàn này chắc là bích mơm rồi. Ôi này tới 2 ngàn nữa nè. Méo biết con nào luôn. Cái này gáp này là gáp thường. Ủa người ta giờ chơi là gáp giòn. Giòn gáp, gáp trẻ. Chứ con này là bình thường. Ok. Giờ thì chỉ mấy đưa mấy con này vô để hình cho đẹp thôi nè. Đó. Để nó không sao, không sao. Ok. Rồi, sẵn thì mua luôn con Kinemon đi. Kinemon có được mua không ta? Ok, mua luôn con Kinemon đi. Cho mấy con này cũng lười test lắm. Mua chủ yếu là vô là cho nó đủ đội hình, nhìn cho nó đẹp đẽ thôi chứ. Ủa gì tầm này. Mua luôn con Nami đi hả? Nami 15 ngàn. Thì đem về bỏ vô cho nó đẹp đội hình chơi đó mà. Đó, giờ ví dụ vô nhìn là nó ngon nghẻ liền. À, ok không? Trời ơi, ngầu liền. Đùa hả bồ? Nào. Đây, đó, SB, con này thì nhìn hoài hả? Đó, Zoro Wano. Luffy Wano. Ok nè. Rồi, Nami Wano. Ok nè. Rồi, Kinemon. Ok nè. Trời ơi. Quá đẻ, quá đẻ. Rồi vô đó. Vậy là đẹp. Tấm hình. Ok. Ok phết chấm phẩy. Rồi bây giờ đem con dắt vô cho nó vui đi ha. Mấy con kia mình test rồi. Ô con tướng tăng à. Đó. Tướng tăng. Ôi con Robin kìa. Robin thì giờ chả biết nó nằm ở đâu các bạn ơi. Chứ không phải là gì, Robin thì bây giờ heo không biết nó nằm ở đâu. Nếu mà biết nó nằm ở đâu thì nãy là cũng mua rồi. Ôi, tính ra 110 mảnh nó có giá trị của 110 mảnh các bạn. Ủa, nó đam khá phơi các bạn ơi. Ủa, con dách ở đằng trước là đỡ đòn nè, đó. Ô, ui ngon nhỉ. Ủa mà phải tướng tăng không mà sao thấy nó nằm ở hàng giữa ta. Ủa, thấy nó tướng tăng không? Khoan để vô coi lại coi. Đúng rồi, dách là tướng tăng. Ôi một đống tướng tăng luôn. Kinemon rồi con này, rồi con này. Ôi rồi ôi tướng tăng không. Cái này là đem về test thôi chứ để mà mấy con này mà đem vô trận đội hình đồ này nọ thì ôi rồi ôi anh ơi luôn á. Rồi, đẹp luôn. Đó, trời ơi, má tướng tăng nó bu một nồi. Nhưng mà râu trắng vẫn là người ăn tôn nha. Ăn mặn nhiều nhất nha. Như là ăn mặn nó mới lên được. À không, gây đam là nó đã lên được rồi hả? Ủa vậy sao con gáp hôm qua là nó phải gây đam nó mới lên được ta?
Ok đấy, ok đấy. Rồi rồi. Link heo để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về tìm hiểu thêm ha. Này, bỏ bớt ra. Mình coi tướng nó đánh ra sao. DP thì hôm bữa chúng ta cũng xem qua rồi. Tại vì thấy lạ là giờ mình bỏ ra 110.000 mình mua con râu trắng thì nó sẽ ra sao. Game là bây giờ chúng ta chắc mai chiều heo còn đi test thử coi. Ui Kinemon nổ đẹp nha, nổ đẹp nha. Hôm nào đi test con Big Mom nữa là đủ bộ sậu rồi đó các bạn. Game này có đầu vô là nó cho chúng ta con San mà. Có San luôn. Có San tóc đỏ luôn. Trời ơi. Đây nè, San tóc đỏ đây nè. Đó, cho 100 hồn luôn. Bây giờ đem San xuống làm gì ta? Rồi 100 thì mình lấy 50. 50 ép tướng, còn 150 thì ép vũ khí. Hợp lý. Đó, hợp lý, hợp lý. Đó. Châu bộ. À, sẵn rồi đi mua con để coi Big Mom ở đâu để mai chiều cái đi test Big Mom cho các bạn còn biết nó nằm ở đâu nữa. Nãy chúng ta mua để mua con nào ta? Ủa nãy mới mua xong mà giờ không thấy nó nằm đâu hết ta. Nãy là chúng ta từ bên này qua nè. Rồi hay hình như là con này hình như là con này. Vậy là có thể là Big Mom nằm đâu dưới này. Ok, mua con test thử đi. Lầm lỡ vài lần thì mình biết thôi chứ gì đâu anh em. Đây con này gì đây? Bullet. Bỏ qua đi. Bullet cũng một trăm mấy chục hồn á. Nhưng mà Bullet đánh không ngon. Bullet lúc mới ra thì nó còn ngon chứ giờ đánh không ngon lắm. Đây là Bullet nè ha. Ôi A-xe thanh đó. Vậy thì chắc chắn là không. Vậy là chắc chắn là ở dưới của con này, dưới con Kaido các bạn ơi. Ok, méo đủ tiền. Đủ tiền thì thôi. Trời ơi, ủa. Ô, một lần được 300 hả? Ôi, nãy giờ mình ta nhìn ta tưởng một lần có 30. 300 cũng ngon. Rồi. Level 16 mới mở. Rồi, một cái này năng động hàng ngày, ngày tiếp rồi à. Rồi. Ồ, được 3.000 nè. Rồi. 3.000 vô tôi mua thử cái dưới này coi. Đâu rồi. Đây. 2.000 cấp hẳn xuống. Ok. Đây, đó đây. Đúng rồi, giữ Kaido là Big Mom. Ui. Chỉ tính ra Big Mom mắc kìa thôi. Big Mom méo test được các bạn ơi. Big Mom là một con là 100 cái gì 110, 110 hồn mà 110 hồn nhân cho 2.000 là 220.000 thôi. Nghĩ. Con Big Mom là hỏi test nha. Anh em nào xin thì có thể vô cài kim cương và test con Big Mom nha. Đấy, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Vô coi ngoạn cảnh đồ nộ đồ của mấy con này thôi. Chứ nào có chơi đâu mà đi sâu vào. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Ồ, nộ cũng được.